Chào em. Chào chị. Đợi như đợi lâu không? Dạ không ạ. Tâm trạng bây giờ thế nào? Hồi hộp. Hồi hộp là không biết là bữa nay mình có thành công, mình có tìm được một người hay không. Dạ đúng rồi. Đúng không? Giờ chị hỏi thiệt nha, trong cuộc sống của em từ trước đến giờ á, có khi nào mà em đi đâu đó hoặc em làm gì đó mà em gặp một cái anh nào mà tự nhiên mình mới vừa nhìn cái mình thấy thích liền, mà mình muốn là tới làm quen hay mình muốn tấn công anh đó chưa? Trời ơi, không mà bữa nay dám tham gia chương trình này gan quá, vậy là em thua chị rồi. Chị á, là lúc nhỏ, lúc trẻ là chị đã từng thấy một ai đó, cái mình vô tình mình thấy là mình lập kế hoạch, mình phải tấn công, mình phải là làm sao mình có anh đó cho bằng được. Nên là ngày hôm nay chị hy vọng là em sẽ gặp may mắn. Cảm ơn chị. Bây giờ trước tiên là hai chị em mình tìm hiểu một xíu để chị biết coi cái gu của em và cái mong muốn của em là như thế nào. Em tên gì? Dạ em tên Mỹ Dung. Anh 6 tuổi đây, hồi xưa chị lấy chồng rồi đó, có con luôn rồi đó. Ba mẹ em hay là những người lớn mà gặp em á đều nói nhìn em cứ như 18, 19 chứ không nghĩ em 26 tuổi. Và tính tình em cũng kiểu như vậy á, cho nên là nhiều khi em cũng vô tư vô lo, không nghĩ đến là mình sẽ có bạn trai. Vậy nói giờ có bạn trai chưa? Dạ rồi. Mấy bạn trai rồi? Dạ ba. Những mối tình trước đó tại sao chia tay? Ai là cái người chia tay? Thường là người ta. Người ta chia tay em mà em cũng vô tư vô lo luôn. Tại vì em còn con nít quá, với lại lúc đó thường thì những người em quen toàn không ở gần, ở xa. Vậy là cũng chưa có sâu đậm. Lúc chia tay em có khóc, có khổ gì nhiều không? Bao nhiêu lâu sau thì em quên được cái mối tình cũ để mà tiến tới một cái mối tình mới? Ví dụ như một mối tình em quen 3 năm thì em sẽ quên trong một tháng, giờ cũng còn nhớ nhưng mà kiểu như không buồn nữa. Một gì? Một gì? Tính nói một gì? Tính là một năm, nhưng mà một năm. Nhưng mà cũng cảm thấy không có quên, nhưng mà chỉ là không có nhớ, mà cũng không có cảm giác như là buồn nữa khi mà mình thấy người ta có người yêu mới hay là gì đó. Bây giờ là cái giai đoạn thời gian mà ế đó, mà trước khi đến cái chương trình này nè, là kéo dài bao lâu rồi? Dạ cũng được tầm 3 năm. Năm nay 26 tuổi, quen 3 mối tình, mỗi tình quen 3 năm, chia tay buồn 1 năm, mà bây giờ mà ế 3 năm vậy. Bà bắt đầu yêu hồi nào? Hồi năm bao nhiêu tuổi cô kia? Dạ lớp 9. 9 là 15 tuổi là yêu rồi. Cái này được. Mẫu người mà em thích là những người như thế nào? Dạ trước hết thì nhìn phải khỏe mạnh. Khỏe mạnh có nghĩa là khỏe mạnh trong cái thể trạng, hay là khỏe mạnh thể hiện ngoài cái body, hay là cái khỏe mạnh trong cái mạnh như thế nào? Thần thái, body đều khỏe mạnh. Ví dụ như người đó phải kiểu như là kiểu yêu thể thao, nói chung là yêu bản thân mình á. Lúc nào nhìn cũng sạch sẽ, săn chắc, mà có muối đồ, săn chắc đồ, gọn gàng, phải không? Như vậy càng tốt, không có cũng không sao, nhưng mà cứ nhìn cũng phải sạch sẽ, thơm tho, gọn gàng. Chứ còn béo phì, bụng bự, bụng bia là không được, phải không? Rồi, đó là nói về cái ngoại hình. Rồi còn về cái bên trong, cái nội tâm, tính cách thì em thích một người đàn ông như thế nào? Dạ, trước hết thì phải thông minh, nói chung là hiểu biết nhiều và không có lăng nhăng nhăng nhít hoặc là sân si các kiểu, nói chung là không được xấu xa. Chà, cái này nó khó à. Rồi nói một chút về em đi, em đang làm công việc gì? Dạ em đang làm livestream, còn bình thường thì em đi làm TA trợ giảng cho người nước ngoài á, dạy tiếng Anh, dạy tiếng Anh, dạy đàn cho con nít chị. Dạy đàn cho con nít là mình dạy trung tâm hay là mình dạy kèm hay là mình dạy sao? Em dạy kèm. Cái tiêu chuẩn em đưa ra nó không phải là quá khó, nhưng để xem hôm nay em có may mắn hay không, cho nên cơ hội là mình nắm bắt được hay không. Dạ ý trời. Dạ ý trời. Thì bây giờ mình sẽ tìm kiếm. Đây là cái công cụ để chị em mình lia tìm đối tượng. Em chỉ có 3 cơ hội thôi. Chắc là em biết cái luật của chương trình mình rồi đúng không? Em phải lựa chọn cho thiệt kỹ, tại vì cái quyền quyết định là em. Chị sẽ gọi là tư vấn cho em, nhưng mà khi em đã chọn rồi mà rủi như chị tới mà chị hỏi người ta có vợ rồi, người ta có bạn gái rồi, người ta không tham gia chương trình, người ta từ chối hết là coi như là mình mất đi một cơ hội. Tùy duyên ha. Rồi bây giờ thí dụ như chị tìm được đúng cái người mà em thích nè, em có muốn chị gửi gắm thông điệp gì để người ta chịu trò chuyện với em không? Em có một cái clip em hát và đàn. Giờ đưa ra đây cho chị. Ok, cái này một lát xíu chị sẽ đưa cho người ta coi. Bây giờ mình tiến ra ngoài cầu thang đi, mình sẽ xem thử coi có anh nào không. Em thích người nước ngoài không? Dạ có. Người nước ngoài hả? Ê, hình như bên đây có mấy người nước ngoài nè. Bạn trai cũ của em là người nước ngoài. Quá vậy hả? Nước nào?
Bangladesh. Ê, mấy người đó như là râu ria lông lá dữ lắm đó nha. Em thích mấy người mà có râu á chị. Nè, kiếm đi kìa, cái ông này bịt mặt sao biết phải là... Không mặt quá chị. Không rồi hả? Hay là em thích roi roi hả? Mẹ này khó quá. Thôi mình đi xuống dưới đi. Xuống dưới đi chứ đây chị thấy thua rồi đó. Tìm một cái vị trí nào đó mình núp lùm đi rồi mình tia. Anh kia có phải là... Chưa thấy hả? Kia kìa, có một anh đang... Đâu? Đang đem cái ảnh thì từ từ để em coi. Anh nào? Anh nào? Anh mang mấy ảnh đó đó hả? Dạ, đó. Bịt mặt sao thấy mặt được. Nhưng mà thấy tay chân là cũng có hơi cơ bắp đó nha. Chị nghĩ ảnh là người gì? Chị là... Em nhìn thấy đó người... Không, chị thấy tay có xăm mình nha. Kiểu như thợ săn hình ở nước ngoài về á. Hay là mình thử à, chị đâu biết, đó là quyền của em nha. Ông này không có râu nha, ông này có hình xăm chứ ông này không có râu à, nói trước. Thì cũng ổn. Cũng ổn phải không? Quy định chắc chưa? Chắc là tôi tới đó, mà người ta bịt mặt đó không biết sao tôi thấy hơi đen nha. Da thì không quan trọng. À, da không quan trọng. Em nghĩ là người nước ngoài hay là người Việt Nam? Em nghĩ là người Hàn á chị. Người Hàn rồi sao chị biết nói chuyện? Nói tiếng Việt hả chị? Nói tiếng Việt, còn rủ người ta không biết nói tiếng Việt thì sao? Em cũng biết nói tiếng Hàn luôn. Rồi sao? Tại người Việt sao chị? Thì bây giờ mà người Việt em chịu không? Chịu luôn phải không? Rồi. Trước tiên mình phải hỏi người ta có tham gia chương trình hay không nữa. Bây giờ chị thì không có biết nói tiếng Anh rồi đó. Em ghi, em thu ghi âm lại cho chị đi. Xong rồi chị đưa cho người ta. Hello, I'm from Vietnam. Where are you from? Can you speak English or Vietnamese? Do you want to join our game show? Tập thân không? Dating game show. Gia đình chưa? How you get married? Nếu chưa anh có thể theo chị này đến gặp tôi được không? If you don't, if you have, haven't married yet, can you follow her to come here and meet me? Thank you. Thank you luôn. Sao tôi nghi quá à? Hello. Hello. Xin chào. Không biết nói tiếng Việt không? Chút xíu. Anh là người ở đâu vậy? Việt Vũ. Anh qua đây lâu chưa? Cũng gần một năm. Wow, em tên là Cát Tường. Trước tiên em hỏi anh là anh còn độc thân hay không? Độc thân là sao? Thân là chưa có vợ. Chưa có vợ. Dạ, anh có bạn gái chưa? Chưa có bạn gái luôn. Hôm nay anh có sẵn sàng dành ra khoảng 15 phút để tham gia cái show này của Cát Tường không? Show này là giới thiệu anh đến một bạn gái. Bạn gái đó hồi nãy giờ đã theo dõi anh và có nhã ý muốn làm quen với anh. Anh có sẵn lòng gặp cổ không ạ? Ok. Nhưng mà trước khi anh gặp cổ, em sẽ cho anh một cái món quà mà cô ấy nhờ Tường tới để đưa cho anh xem. Ok. Vừa đàn vừa hát. Từ thời gian trôi qua vẫn luôn bên người. Dù ngày tháng phôi pha, ta vẫn không cách rời. Bên nhau suốt đời, còn xây giấc mơ chung đôi. Hãy bên anh, thầm cảm nhé em. Để cảm nhận những yêu thương từ trong trái tim này. Dành hết cho người. Bây giờ anh sẵn sàng chưa ạ? Làm cái gì? Bây giờ đi qua gặp cái cô gái đó. Ok. Đi qua bển gặp cổ để mà trò chuyện với cổ. Trò chuyện là sao? Là nói chuyện với nhau, để làm quen với nhau á. Ok, đồng ý. Ok, bây giờ trước tiên anh phải tháo mặt nạ anh ra cho em thấy mặt chứ. Đổi mồ hôi quá. Ghê chứ. Mắc cỡ nữa. Ok. Ok, bây giờ mình đi qua bên kia nha. Ok. Yes. Bây giờ sắp tới rồi nha. Một lát nữa vào thì bạn sẽ có 15 phút để trò chuyện với cái cô gái đó. Nói trước là cô đó đã thích bạn từ lúc cái nhìn là đã thích rồi. Quà trái. Rồi, cái bạn đây rồi nè. Bạn có thể ngồi xuống, sát vô. Rất là may mắn cho em mà cũng rất là may mắn cho chị. Em thấy chị tiếp cận nhanh không? Hay không? Đánh nhanh rút gọn tại anh biết tiếng Việt. Ảnh là người Úc. Bây giờ anh đang ngồi kế em rồi. Hiện giờ cảm xúc em như thế nào? Em run. Run quá phải không? Chị thấy được hết rồi đó. Phần còn lại là tùy theo cái duyên số của em và tùy theo cái khả năng của em.
Bạn trai ơi, tên gì vậy? Nãy quên hỏi tên luôn á. Tên Will. Will, 32 tuổi. Bắt tay nhau cái lấy truyền cảm xúc coi nè, coi có điện không nè. Tay đâu Will? Hello. Tay, tay, tay. Đây, đây, đây. Xin tay lạnh chưa? Rồi hai bạn tự nói chuyện nhau luôn đi nha. Tự nắm tay rồi tự làm gì làm luôn đi nha. 15 phút nữa thôi nha, tôi quay lại đó. Hello em. Hello anh Will. Em tên gì? Em tên là Dung. Mở mặt nạ đi rồi nói chuyện cưng. Đeo luôn được không chị? Đeo luôn cũng được nữa. Chào anh. Chào em. Em bao nhiêu tuổi? Em 26 tuổi. Em biết nói tiếng Anh không? Dạ biết. Anh ở đâu? Ở đây, quận. Anh ở quận Tư. Sao anh biết được tiếng Việt? Từ Hà Nội ba má bắt phải học. Không học thì bị anh đòn. À vậy là anh là người Úc gốc Việt. À đúng rồi. Ba má anh ở Kiên Giang. Anh sinh ở Úc. Em có đi miền Tây chưa? Dạ, đi được 1-2 lần. Rung quá, không biết nói gì hết. Anh hỏi em đi anh. Em làm việc gì? Em đang dạy nhạc với lại trợ giảng tiếng Anh. Còn anh? Anh ở bên Úc thì anh là kỹ sư cũng 10 năm. Thấy nó khó khăn quá. Kỹ sư về gì ạ? Kỹ sư điện. Anh muốn đi qua Việt Nam đi tìm hiểu, đi chơi, sống ở Việt Nam. Vậy anh muốn làm gì ở Việt Nam? Anh thì đam mê của anh thì làm YouTube và anh chụp hình, quay phim. Em cũng làm livestream. Livestream gì? Ca hát. Anh có muốn quay MV? Em có làm MV chưa? Có một MV nhưng mà nó hơi bị SIDA một chút. Là gì anh? SIDA có nghĩa là nó không có được quality, không được chất lượng á. Okay. Nó chỉ sơ sài thôi. Để anh giúp cho. Cảm ơn anh. Anh thường thì anh thích làm cái gì? Anh thích học gì? Anh thích chơi gì? Anh thích đọc sử dụng, đọc Muay Thai. Boxing. Muay Thai hả? Ngoài boxing thì anh Muay Thai, boxing thì còn nhiều không anh? Anh đọc gym, quay phim, xem phim. Tại sao anh chưa có bạn gái? Tại anh ham chơi quá. Là sao? Là sao? More freedom. Là anh thích tự do chứ tự anh do. Không biết bị ràng buộc. Vì anh nghĩ có bạn gái là ràng buộc. Maybe. Em thì sao? Em chưa có bạn chơi. Em cũng nghĩ giống anh vậy đó. Nhưng mà thật ra thì bị ràng buộc hay không là do cái người đó có ràng buộc mình hay không thôi. Chứ thực ra các bạn trai bạn gái thì nó cũng không hẳn là ràng buộc nhau. Không thích thì chia tay. Em thường thích hát bản gì? Em thường thích hát nhạc pop. Anh thích nghe nhạc gì? Anh cũng đi, anh bắt đầu cũng nghe nhạc Việt Nam thêm. Anh thích đen vô. Đen vô. Đen vô. Là anh thích kiểu nhạc chill chill, R&B, kiểu pop đúng không? MTP, Hương Tùng. Sơn Tùng, MTP. Anh có nghe nhạc em hát không? Anh có xem một bản. Anh có thích không? Để em hát hay. Anh có hát được không anh? Anh không hát. Anh có thích bài hát nào nhất? Anh thích bài Em Gái Mưa. Tại sao vậy? Anh chỉ thích có Em Gái Mưa thôi chứ anh không thích có Bạn Gái Mưa. Bạn Gái Mưa. Không hiểu. Em Gái Mưa có nghĩa là chỉ là người em gái thôi chứ không phải là bạn gái. Ok. Tại sao anh lại thích bài này vậy? Anh thấy hay không hay không? Để em hả? Để anh quay cho. Cố lên em. Thank you.
ganh tị quá, tình yêu đẹp quá. Ảnh quay em rất là đẹp, rất là lung linh luôn. Bây giờ trước tiên là Tường cảm ơn Will. Chưa biết Tường là ai mà dám đi theo lên đây ha, để đề nghị. Và rõ ràng em thấy là đến đây gặp bạn này là rất xứng đáng đúng không? Không có mất thời gian của mình đúng không? Thì hôm nay Tường cũng đã trước tiên là làm tròn cái trách nhiệm mà em đã gửi gắm cho chị. Bây giờ Will đợi cho Tường 3 phút nữa tâm sự riêng với bạn này một chút xíu rồi okay. Sẽ quay lại nhé, đợi nha. Okay. Đây là cơ hội đầu tiên chúng ta đã chọn được một anh chàng Tường thấy cũng là hợp với em đó. Bây giờ em phải suy nghĩ thật kỹ, em có muốn chốt lại nắm bắt cái cơ hội này hay không. Nếu nắm bắt cái cơ hội này thì chị vào bên đó, hai bạn sẽ có một cái quyết định, có đồng ý tỏ kết bạn hoặc là tỏ tình hoặc là tìm hiểu nhau. Nếu em không đồng ý hoặc em còn phân vân thì chị sẽ ra chị xin lỗi ảnh, em chị sẽ tìm cho em những cái cơ hội khác. Em có muốn chị lấy cái số điện thoại của bạn trong này không, hay là mình bỏ luôn cái cơ hội này? Nếu như trường hợp mà em chọn không được thì mình vẫn còn cái để mình tìm anh này, hay là mình cho qua luôn, là mình đã thôi là mình thôi luôn. Em vẫn thấy này dễ thương, vẫn muốn kết bạn. Em rất là hiền và vui. Anh thấy muốn tiếp tục làm bạn với em. Thấy em rất là hay, biết hát và nói tiếng Anh. Em friendly luôn, friendly và vui. Thiệt là buồn quá đi. Tường là đã mai mối cho rất là nhiều cặp đôi rồi. Tường luôn nghĩ là Tường nắm bắt tâm lý của người chơi rất là giỏi. Không biết hôm nay tại sao Tường cảm thấy rất là buồn. Bản thân Tường cảm thấy là hai bạn này rất là hợp, rất là đẹp đôi luôn. Nhưng mà Tường cũng không hiểu là trong sâu thẳm hay là trái tim cô này cũng đang mong muốn điều gì. Thật sự tôi buồn mà tôi cổ từ chối mà tôi buồn muốn khóc luôn, giống như tôi sắp bỏ người yêu tôi vậy đó. Bây giờ tôi phải ra từ chối anh chàng kia nè quý vị. Có ai đồng cảm cùng với các Tường không ạ? Mình làm tròn trách nhiệm của mình. Còn mỗi người họ được quyền quyết định cuộc đời của họ, và họ phải tự chịu trách nhiệm cuộc đời của họ. Tôi cũng đã tận tâm tận lực và cố gắng hết sức rồi quý vị nhé. Lúc mà hai bạn có một cái cuộc nói chuyện với nhau thì cảm xúc của Will như thế nào? Thấy em hiền và rất là vui. Will có muốn làm bạn với cổ không? Will muốn tiếp tục tìm hiểu. Tiếp tục tìm hiểu. Bạn là sống ở nước ngoài đúng không? Mình thẳng thắn với nhau, có sao Tường sẽ nói vậy. Nãy giờ Tường có nói chuyện với bạn gái đó thì bạn chưa cảm thấy hài lòng, mà theo suy nghĩ của Tường á là do hồi nãy Will nói chuyện á có mấy câu á làm cho có thể là con gái người ta cảm thấy buồn. Chứ hồi nãy chị thấy là cổ rất là thích Will luôn á, mặt cổ mắc cỡ nè, cổ mới hát cho Will nghe. Anh chỉ thích có em gái mưa thôi chứ anh không thích có bạn gái mưa anh. Bạn gái mưa không hiểu. Tại sao anh chưa có bạn gái? Tại anh ham chơi quá. Là sao? Hả? Là sao? More freedom. Là anh thích tự do chứ tự anh do. Không biết bị ràng buộc à. Vì anh nghĩ có bạn gái là ràng buộc hả? Maybe. Theo cái format của chương trình mình á, nếu như mà cổ không đồng ý á thì coi như là mình sẽ ngưng tại đây. Ok. Nhưng mà bây giờ Tường hỏi Will một lần nữa, Tường cho Will một cơ hội nữa. Will có muốn vào tỏ tình với cổ không? Mở lời muốn làm bạn với cô ấy không? Muốn tìm hiểu thêm. Bây giờ Will tự lập cái cơ hội cho mình. Will có làm không? Ok làm. Will sợ là Will nói tiếng Việt không hay. Vậy thì nói tiếng Anh đi. Ok nói tiếng Anh được. Hôm nay tôi phá lệ thưa quý vị. Đáng lẽ là Tường sẽ ra và Tường sẽ sorry bằng Will, và Tường sẽ tìm một cái cơ hội khác cho cô gái ấy. Nhưng mà vì Tường thấy cặp đôi này rất là hợp với nhau mà họ rất là dễ thương, cho nên xin lỗi chương trình luôn. Tường phá lệ cho bạn Will một cơ hội nữa để tỏ tình một lần nữa với cô gái kia nhé. Mọi người hãy ủng hộ Tường cho Tường phá lệ lần này nha quý vị. Ok để anh nói tiếng Anh. Đợi anh sợ anh nói tiếng Việt anh không hiểu, anh nói không được. I like you and I like to get to know you more. So, this is for you. Phải là gì hả chị? Thì bây giờ ý em muốn như thế nào thì em trả lời với ảnh thôi. Chị cũng đã hết khả năng của chị rồi. Bây giờ quyền là của em thôi, cảm xúc là của em thôi. Cơ hội này em có nhận hay không là quyền của em.
có vẻ như hợp với làm bạn hơn là làm bạn trai. Không hối hận nha. Rồi chị em chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm cơ hội thứ hai. Let's start our friendship and we'll go from there. Okay. Rồi. Ok, vậy thôi, hai bạn bắt tay chào nhau đi, thông tin nhau mình lấy hết rồi đúng không? Rồi. Ok, cảm ơn em. Ok, cảm ơn Will đã dành nãy giờ cũng mất hết 30 phút cho Cát Tường ha. Cảm ơn Will rất là nhiều. Hẹn gặp lại Will nha. Rồi em tìm đi, em còn hai cơ hội nữa đó. Trời sắp đổ cơn mưa, hình như trời đã tắt. Hãy ai một cơn. Em đứng sai cổ tay cổ chân. Anh đứng sai cổ tay cổ chân. Sao thấy đứng với con gái mà? Dạ đứng với con trai. Em nghĩ người Việt Nam hay người nước ngoài? Em nghĩ là người Việt. Đi, đứng gần rồi. Còn gần nữa ta phát hiện ra mình sao? Cũng dân thể thao, hình như ta chuẩn bị ra tập thể dục hay gì đó. Thấy kiểu này chắc tìm cho kỹ nha. Không có nâu phải không? Đang ngồi mặc áo xanh hả? Ủa sao chị thấy giống lớn tuổi vậy? Thấy gì không? Quay thật kỹ vào. Trời thì sắp mưa rồi, có còn chàng trai nào xuất hiện không? Trời mưa trời gió, còn ra chơi mấy cái môn này là kiểu như là cũng người thích tự do rồi. Giông tố nó nổi lên rồi, ông trời ơi, ông biết hôm nay nhiệm vụ của con có thành công hay không nữa. Có ai không? Hướng qua bên đây coi, giờ tia lại qua hướng bên đây coi có ai không? Mấy anh trên cao coi. Trên đó đó có hai ba anh đang ngồi đó. Mưa rồi chị. Rồi, cho nên bây giờ hai chị em phải lên xe. Cơ hội cuối là mình chạy một vòng nữa xem sao. Nhưng mà tôi nghĩ trời mưa này thì rất là khó. Có thêm hai cái cơ hội nữa. Sao? Cảm xúc của em bây giờ sao? Em đang suy nghĩ gì? Em sợ. Sợ gì? Không có người. Nếu hôm nay là đến đây là kết thúc chương trình của mình thì em thấy như thế nào? I tiếc. I like you and I like to get to know you more. So this is for you. Tức là tiếc cái gì? Là do quyết định. Có tiếc cái cơ hội lúc nãy không? Cũng có đang tiếc. Nhiều khi ta đang đi lang bang ngoài đường, ta đang mồ hôi mồ kê nhễ nhại, không? Ta đang đi chụp hình, chụp ảnh, ta đâu có nghĩ hôm nay đi hẹn hò. Cho nên nhiều khi người ta không có trao chuốt, ta không có chỉnh chu. Khi biết đâu nãy em chọn người ta xong cái tới tối hay tới mai gì hẹn đi chơi, lúc đó người ta sẽ xuất hiện như một cái diện mạo khác. Rồi ôi, thiệt là tiếc quá đi à. Dòng người vội vã chạy đi chạy lại, đường phố muôn màu sao thiếu anh. Không có ai hết. Không ai hết. Trời ơi, không có ai đâu các bạn ạ. À, hồi nãy chị em mình cũng đã thống nhất với nhau rồi, và an sự là tùy duyên. Chị cũng đã cố gắng hết sức trong ngày hôm nay ha. Chị cũng rất là vui gặp em rất là dễ thương luôn. Thì em cũng thấy rồi đó, tình hình này thì chúng ta cũng không thể nào tiếp tục được, tại cũng không có đối tượng mà mưa gió rồi. Cho nên có thể là hành trình của hai chị em mình ngày hôm nay là hết rồi. Chị hy vọng biết đâu quý vị khán giả theo dõi chương trình cũng sẽ có những anh chàng nào đó cũng tia em nãy giờ ha. À, các bạn ấy sẽ liên lạc với chương trình rồi làm quen với em. Thôi thì hôm nay thì chị không có hoàn thành cái nhiệm vụ của mình, nhưng mà chị tin là một người con gái dễ thương, mạnh mẽ và cũng cá tính như em chắc chắn sẽ tìm được một cái người vừa ý của mình.
quý vị cũng thấy đó, đây là một cái show truyền hình thực tế, thì tất cả chúng tôi, những người làm chương trình cũng như là các bạn trẻ tham gia chương trình cũng không thể nào lường trước được cái kết quả và cũng không biết trước được cái điều gì sẽ xảy ra, cho nên đó cũng chính là cái sự hấp dẫn của chương trình, và hy vọng tất cả quý vị khán giả cũng sẽ tiếp tục đồng hành và ủng hộ cho chương trình Mai Mối Cùng Người Lạ. Thì em cũng hơi tiếc là mình vẫn chưa tìm được người bạn mình mong muốn, nhưng cảm ơn chị đã đồng hành cùng em, giúp em tìm mai mối một bạn trai cho em. Chắc là do cái sở thích của em, cái gu bạn trai của em hơi khó, cho nên là đó là lý do vì sao mà tới giờ vẫn chưa tìm được. Thôi không sao, hai từ nói rồi từ từ ha, biết đâu. Thôi thì chúng ta đành phải chấp nhận cái kết quả ngày hôm nay quý vị, vì đây là chương trình thực tế mà, chúng ta cũng không thể nào lường trước được những cái kết quả nó xảy ra như thế nào. Bây giờ thì Cát Tường xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 22:45 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 với chương trình Mai Mối Cùng Người Lạ.